Mình nói thiệt cho cả nhà, mình đi Nhật rồi, đi một số nước là mình không có đi nhiều thiệt, nhưng mà lần đầu tiên thì mình thấy này, thật sự là nó cũng không đẹp gì, nhưng mà ở nước ngoài là nó sẽ phân loại rác ngay trong thùng rác luôn. Ở Việt Nam thì không biết lý do tại sao mà nó không có phân loại, nhưng ở Hội An là mình đầu tiên mình thấy luôn. Ở Việt Nam chỉ là một cái thùng rất bình thường thôi, nhưng mà phân loại rác ngay từ đầu luôn, mọi người thấy không? Có mặt ở Hội An vào tối thứ hai, đường hơi vắng, rất vắng, cho mọi người xem. Nguyên cái dãy nhà này hình như không ai mua bán vậy đó người ta. Phố cổ Hội An là một thành phố nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam. Một phố cổ giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1.000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ đến các món ăn truyền thống, tâm hồn của người dân nơi đây. Một lần du lịch Hội An sẽ làm say đắm lòng du khách bởi những nét đẹp trường tồn cùng thời gian vô cùng mộc mạc bình dị. Nhiều người nước ngoài họ ở đây họ kinh doanh này mọi người. Anh muốn kể Lai Viễn Kiều hội phố, đón đợi người sang nghiêng bóng sông chiều, mái gỗ cầu cong sơn son chạm trổ, mấy trăm năm rồi ngôi vẫn ấm màu rêu. Tên gọi Hội An ngày nay được hình thành từ rất lâu trong lịch sử, nhưng thật khó có thể xác định chính xác thời điểm ra đời của nó. Theo tác giả Dương Văn An trong cuốn sách Ô Châu Cận Lục, vào năm 1553, huyện Điện Bàn có 66 xã, trong đó có các xã Hoài Phô, Cẩm Phô, Lai Nghi, nhưng chưa thấy cái tên Hội An được ghi lại. Dưới thời Lê, tấm bản đồ do đại thần Đỗ Bá vẽ in trong Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ có ghi lần đầu tiên các địa danh Hội An Phố, Hội An Đàm, Hội An Kiều. Cao lầu được mua trong phố cổ nha mọi người, cho mượn nơi đũa đi đem xới lên coi. Cao lầu là ăn, cái món ăn cao lầu vô ấy là ăn leo lên lầu ăn đâu hả? Đó mọi người thấy không, nhìn rõ từ cao lầu nha. Đây đây là cộng với mấy con mì thôi. Ủa cộng bánh vỏ hả? Bánh ổng miết nữa. Để trang vào miếng này. Ủa cái này để chấm cái kia mà. Rồi bậy quá bậy quá. Hến xúc bánh tráng. Lấy cái đũa té kéo ra. Còn xúc miếng mướn rồi mọi người. Rồi xong rồi đó mình ăn đi. Hết ăn thử mấy cái hết luôn á. Ra đời và phát triển phồn vinh. Hội An ra đời vào khoảng nửa cuối thế kỷ thứ 16, thời kỳ Việt Nam nằm dưới sự trị vì của nhà Lê. Vào năm 1527, Mạc Đăng Dung giành ngôi nhà Lê, vùng Đông Kinh thuộc quyền cai quản của nhà Mạc. Năm 1553, Nguyễn Kim nhân danh nhà Lê tập hợp binh sĩ chống lại nhà Mạc. Sau khi Nguyễn Kim chết, người con rể Trịnh Kiểm nắm quyền hành. Dòng họ Nguyễn Kim bị lấn át. Năm 1558, người con thứ của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng cùng gia huyến và một số binh lính lui về cố thủ ở vùng Thuận Hóa. Và từ sau năm 1570, Nguyễn Hoàng tiếp tục nắm quyền trấn thủ Quảng Nam. Cùng với con trai là Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Hoàng xây dựng thành lũy, ra sức phát triển kinh tế đàn trong, mở rộng giao thương mua bán với nước ngoài, và Hội An trở thành thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất khu vực Đông Nam Á thời kỳ đó. Mấy anh có ăn nước dừa không? Không, không, không. Nè, đây nó có, này là gì đây? Đậu hũ cái gì? Đậu hũ gì?
này đây, đây, đây. Hủ xương sơ, xương sơ, xương sơ. Ăn thử có phải là xương sáo không? Thật. Ừ, ngày thật đó, ngon lắm. Với rau câu. Đây là sau lưng mình, đây là tiệm bánh mì Phượng, rất là nổi tiếng. Đây là hai đậu ẻ, để ớt hay nổi.